Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Những ngày qua, thời gian qua, khi toàn quân tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thì trên mạng xã hội và một số trang phản động đã đăng tải một số bài viết xoáy vào một số vi phạm của một số cán bộ đảng viên quân đội, để từ đó hồ đồ cho rằng tính đảng trong quân đội đang dần phai nhạt, quân đội không nên đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và đã đến lúc phải phi chính trị hóa quân đội. Có thể nói đây vẫn là những luận điệu cũ rích, nhưng nếu chúng ta không tỉnh táo thì sẽ có người bị mê hoặc bởi cách suy diễn quy chụp, phiến diện, lập lờ, đánh lận con đen. Chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta nhận diện rõ những luận điệu, thủ đoạn trên, đồng thời hiểu hơn về sự tất yếu của việc lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của đảng trong quân đội. Trước hết sẽ là tổng hợp của chúng tôi về một số luận điệu đòi phi chính trị hóa quân đội. Quân đội có nên bảo vệ đảng? Đây là title của một bài viết được đăng tải trên trang Facebook của tổ chức Việt Tân. Bài viết đã trích dẫn lại lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 rằng: "Quân đội luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân." Sau khi trích dẫn khẳng định này, người viết đưa ra dẫn chứng rằng ở Tây phương quân đội là phải trung lập và đứng ngoài chính trị. Vai trò của quân đội là bảo vệ đất nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước, chứ không thể mang quân đội để phục vụ cho bất cứ một đảng phái nào. Thậm chí có bài viết còn cho rằng một điều lạ xảy ra ở xứ ta, tướng quân đội đương nhiệm cũng là đại biểu quốc hội. Đây là điều không bao giờ xảy ra ở những xứ Tây phương. Nếu muốn trở thành dân biểu thì phải rời quân đội trước khi ra ứng cử. Và ở phần cuối của bài viết thì tác giả cho rằng ở xứ ta có nhiều điều lạ quá. Những điều lạ của xứ ta đều phục vụ cho đảng chứ không phục vụ cho nhân dân. Từ những bài viết trên có thể thấy luận điệu quân đội phương Tây trung lập và đứng ngoài chính trị thường xuyên được nhai đi nhai lại. Tuy nhiên đấy là một trong những cách nhìn rất mơ hồ, một luận điệu rất sai lầm. Bởi không một quân đội nào trên thế giới này đứng ngoài chính trị. Những ý kiến phân tích sau sẽ giải thích điều này. Đã là quân đội thì bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp, của một nhà nước tổ chức ra nó. Thì quân đội nào cũng thế thôi. Quân đội của các nước xã hội chủ nghĩa thì phải mang bản chất của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Mà như các ông chí biết là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta khẳng định là nhân tố cơ bản, chủ yếu quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Và thực tiễn đã chứng minh. Thế thì kẻ thù nó làm hạ thấp, từng bước phủ nhận này, hạ thấp và đến tước bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Mà như các ông chí biết đã tước bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội thì làm cho quân đội đó là thoái hóa biến chất, không còn có cái mục tiêu lý tưởng chiến đấu rõ ràng. Đấy. Khi mà binh biến hoặc có tình huống xảy ra thì một khi quân đội đã mất phương hướng chính trị thì rõ ràng đó là một cái tác hại rất nguy hiểm. Đây là một điều hết sức phi lý. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là xuất phát từ mục đích ra đời cũng như lý do tồn tại của quân đội thì chúng ta thấy rằng là quân đội luôn luôn là công cụ bạo lực vũ trang do giai cấp, do nhà nước tổ chức ra để làm công cụ bạo lực bảo vệ mình, bảo vệ chế độ và bảo vệ lợi ích cũng như địa vị của một giai cấp, của một nhà nước. Cho nên quân đội không thể đứng ngoài chính trị và quân đội phải được giai cấp, nhà nước lãnh đạo và tổ chức tuyệt đối về mọi mặt. Và để củng cố cho luận điệu quân đội cần đứng ngoài chính trị, một số đối tượng đã lập luận rằng đảng lãnh đạo mọi mặt mà tính đảng trong quân đội thì phai nhạt, đạo đức trong quân đội thì suy thoái. Họ dẫn chứng bằng việc đưa lại hình ảnh một bộ phận cán bộ đảng viên quân đội vi phạm kỷ luật, pháp luật để khẳng định cho luận điệu trên. Họ còn sử dụng những chiêu thức nào khác? Chúng ta sẽ cùng nhận diện ngay sau đây qua cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Xin kính chào Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Cảm ơn Trung tướng đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Trong những ngày qua, khi quân đội ta tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, thì trên mạng lại xuất hiện một số ý kiến xuyên tạc về quân đội của ta bằng việc đưa lại một số vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật đã bị xử lý và cho rằng là quân đội ta không còn giữ được bản chất trong sáng. Thì ông lý giải như thế nào về điều này ạ? Đứng về mặt hiện tượng mà nói thì chúng ta buồn, đúng không? Đã là người quân nhân thì thấy trong quân đội chúng ta có những cái hiện tượng này, hiện tượng khác, sai phạm, thậm chí là vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải xử lý về mặt hình sự. Chúng ta không vui sướng gì vấn đề này.
Nhưng mà nói rằng đó là quân đội ta đã phai mờ, tức là không còn trong sáng như trước đây. Thì phải xét tổng thể. Tổng thể đó là những năm vừa qua và hiện nay, quân đội ta vẫn giữ vững cái phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, vẫn giữ vững cái truyền thống là quân đội của dân, do dân và vì nhân dân. Cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quân đội trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Đấy. Thì cái lời dạy đó trong cái thời kỳ hòa bình này, chúng ta vẫn đang thực hiện một cách trọn vẹn. Như đồng chí Tổng Bí Thư vừa phát biểu tại Hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11, thấy rất rõ, hôm nay nơi nào khó khăn nhất thì có mặt quân đội. Thiên tai, lũ lụt, rồi nên là dịch bệnh, và đặc biệt cái đại dịch Covid vừa qua, thì quân đội chúng ta luôn luôn đứng mũi chịu sào trong những cái khó khăn. Và tôi nói nếu một người mà được cách ly thì có 14 ngày, nhưng mà những người mà bảo đảm cho sự cách ly đó thì phải nhân gấp đôi lên thành 28 ngày. Mà nếu tiếp tục làm cái nhiệm vụ cách ly nữa thì cứ thế mà nhân lên. Đấy, như thế để thấy rằng là quân đội của chúng ta đã giữ vững được cái truyền thống bản chất tốt đẹp. Đồng chí Tổng Bí Thư của chúng ta vừa qua phát biểu rất sâu sắc. Tôi theo dõi toàn văn cái bài phát biểu. Đồng chí nêu ra 5 thành tựu ưu điểm của quân đội. Và đồng chí xác định 6 vấn đề nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, trong nhiệm kỳ tới và những năm cho đến năm 30. Thì 6 vấn đề đó, trong đó có 3 vấn đề mà tóm gọn lại, đó là phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quân đội ta. Trong đó đồng chí nhấn mạnh vấn đề phải xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ là chính trị trọng hơn quân sự. Nên tôi nêu lên như thế để thấy rằng là gì? Quân đội chúng ta vẫn giữ vững được cái phẩm chất truyền thống là một quân đội trong sáng, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, xây dựng đất nước và bảo vệ chế độ. Thưa Trung tướng, bên cạnh luận điệu trên thì còn có những chiêu thức nào khác để xuyên tạc về quân đội ta hay không thưa Trung tướng? Thì đã nói các thế lực thù địch thì nó tìm mọi cách. Chúng ta làm tốt nó cũng xuyên tạc. Tôi nói ví dụ như đến nay nó vẫn cứ đùa quân đội là phi chính trị, đúng không? Hay là nó nói những cái vấn đề, tôi nói ví dụ như nó là quân đội là không được tăng gia sản xuất làm kinh tế, đúng không? Rồi nó là nó nói về vấn đề nó là cán bộ quân đội ta, sĩ quan quân đội ta là đã suy thoái. Rồi nên là mà quân đội suy thoái thì sức mạnh chiến đấu giảm. Tôi nói là năm 2017 chúng ta diễn tập với quy mô lớn, thì nó lại bảo rằng là đem tiền đem của diễn tập tốn kém. Nhưng mà ngược lại không diễn tập thì nó lại xuyên tạc, thì kiểu không diễn tập. Nó thù địch nó là mãi mãi như thế. Nó bảo nếu mà một cái quân đội mà cả đời không bắn một quả tên lửa thì làm sao mà tàu chiến nó vào, mà bay nó vào, bắn trúng được. Đấy, cái cách của nó là như thế. Vấn đề quan trọng là chúng ta nắm vững cái bản chất của vấn đề. Đã là thù địch thì tìm một cách chống phá. Mà đã chống phá thì thủ đoạn phổ biến của nó. Chống trên lĩnh vực tư tưởng, chống trên lĩnh vực nhân sự, chống trên lĩnh vực cụ thể những cái hoạt động của quân đội. Và luôn luôn bóp méo, xuyên tạc để làm cho quần chúng nhân dân mơ hồ, giảm sút niềm tin vào đảng, vào nhà nước, đặc biệt đối với quân đội ta là làm cho niềm tin của dân đối với quân đội giảm sút. Từ những luận điệu trên và cũng càng gần đến đại hội lần thứ 13 của đảng thì nhiều đối tượng đã ra sức cổ suý cho việc phi chính trị hóa quân đội và cho rằng là đã đến lúc quân đội chỉ cần phục vụ nhân dân mà không cần phục tùng các tổ chức nào khác. Vấn đề này cũng đã được nhắc đến nhiều lần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Xin Trung tướng có thể nói, chia sẻ một lần nữa ngắn gọn vì sao cần giữ vững sự lãnh đạo của đảng trong quân đội và có quân đội nào thực sự phi chính trị hay không ạ? Không có quân đội nào mà là phi chính trị cả. Bởi vì nó quân đội ra đời để thực hiện mục tiêu chính trị của một cái nhà nước, của một cái giai cấp cầm quyền. Và nó như một nhà triết học, nhà quân sự lỗi lạc của thế giới, cái Clausewitz, ông đã nói rất rõ. Thế này, chiến tranh là kết tục của chính trị. Mà quân đội là công cụ để tiến hành chiến tranh. Thì như thế để thấy rằng là không có quân đội nào là phi chính trị cả. Đấy, chúng ta thấy là khi tình chính trị bất ổn, có nước người ta dùng quân đội người ta lật đổ. Thế quân đội đứng ngoài sao lại đi lật đổ? Để phát huy được là một quân đội thực sự của dân và do dân thì chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mới thực hiện được vấn đề đó.
quân đội ta nên là cháy rừng cũng có mặt, lũ lụt cũng có mặt, rồi nên lỡ đất cũng có mặt, rồi dân đói cũng có mặt, làm đường nông thôn cũng có mặt, đúng không? Rồi đại dịch cũng có mặt. Không có ai như quân đội ta. Nhìn ra mới thấy rất rõ như thế. Điều đó chứng tỏ quân đội ta đó là quân đội của dân và phục vụ nhân dân chứ. Tôi kể câu chuyện mà tôi được nghe, có lẽ là chính xác. Cơn bão Katrina, một người mẹ điện cho cậu con trai ở gần một căn cứ quân sự của Mỹ. Nhà chuẩn bị trôi, mẹ đang ở trên nóc nhà, sân thượng. Nghĩa là cái cơn sóng thả sóng, bão nó ập vào, nhà nó rung chuyển. Thì cậu này chạy ngay vào trong đơn vị không quân, đề nghị là cho một chiếc máy bay để bay cứu bà mẹ. Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả. Nhưng mà đơn vị quân đội đó người ta bình chân như vậy, bởi vì họ trả lời một câu: chúng tôi chưa được lệnh cấp trên tham gia đi làm những nhiệm vụ như vậy. Có ngược lại với ta như thế nào? Các đồng chí ai cũng không thấy một ngư dân của chúng ta bị tai nạn ngồi biển không, thì lập tức một chiếc máy bay của chúng ta cất cánh ra tận ngồi biển khơi để trở về trong này cấp cứu. Ở quân khu Nam chúng ta đã có những cái trường hợp đấy, một cái cụ già của người dân tộc đi qua suối và lũ bất ngờ ập xuống, ông trèo lên cây. Thế nhưng mà chúng ta phải tập trung mọi điều kiện, ba lần đưa trực thăng đến cứu nhưng đều không thành công. Và cuối cùng suy tính mãi phát hiện ra một vấn đề là bán dây từ bên này qua bên kia để vác ngang qua các cây ông cụ. Như thế để nói rằng là khi tính mạng của nhân dân bị đe dọa, quân đội của chúng ta đã hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Cho nên cần phải khẳng định một điều: nếu quân đội ta không có dưới sự lãnh đạo của Đảng thì quân đội đó không thực sự phục vụ nhân dân đúng nghĩa của nó. Để bác bỏ tất cả mọi cái xuyên tạc, mọi cái tuyên truyền rằng là quân đội chỉ phục vụ nhân dân chứ không phải phục vụ cho Đảng chính trị. Tôi nói ví dụ như Hoa Kỳ chẳng hạn, thì Cộng hòa và Dân chủ đều là của giai cấp tư sản cả. Và như vậy là thông qua ông Tổng thống để thực hiện cái đường lối, cái ý tưởng, cái sự phát triển mà Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa người ta xác định, đúng không? Nếu thì ông Tổng thống này ông mới ra lệnh cho quân đội làm việc này việc kia. Thế thì đấy, thực chất là quân đội đã phụ thuộc về chính trị. Nhưng mà họ luôn luôn nói rằng quân đội họ không phụ thuộc chính trị. Đó là cách nói, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ đó là gì? Là đưa quân đội ta thoát ly ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chứ không phải là thoát ly ra khỏi chính trị. Với những dẫn chứng như trên, hẳn chúng ta đã hiểu hơn vì sao quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng. Và cũng cần khẳng định lại rằng, với ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng trong giai đoạn cách mạng mới. Đây mới thực sự là những lời nói đầy đủ về bản chất quân đội mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Và để khép lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí cùng nghe lại một số đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường trong ấm, ngoài êm cho đất nước. Đó là bài học rất quý, cần giữ gìn, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu, lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến, đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và chiều mến là Bộ đội Cụ Hồ. Đây là điều vô cùng thiêng liêng, quý giá, rất đáng tự hào. Quân đội là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ quân đội là đảng bộ lớn,
cán bộ đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản, giáo dục rèn luyện thường xuyên, có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn. Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để đảng bộ quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó, để quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ ngày càng sâu sắc và tỏa sáng hơn.